Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà Phú A vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Chiều ngày 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà Phú A tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2022, kỷ niệm 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống 92 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 92 năm đã trôi qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường cho Phú A nói riêng ngày càng lớn mạnh với nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu sắc và các chương trình đề án có hiệu quả, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Hội phụ nữ phường Châu Phú A hiện có trên 5.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 11 chi hội khóm. Trong công cuộc kiến thiết xây dựng quê hương, các hội viên phụ nữ trong tổ chức hội luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ tài năng, điển hình, tiêu biểu với những cống hiến xuất sắc trong lãnh đạo quản lý, sản xuất kinh doanh giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Dưới sự lãnh đạo của đảng, các hội viên phụ nữ phường cho Phú A luôn phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt. Nhờ đó, địa vị của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho Phú A đã khen thưởng 4 gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện tốt phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2022.